còn sợ hãi tương lai, vì con chưa theo Ngài nên lòng còn sầu héo hôm mai. Xin cho con được lòng mến yêu nhiều, xin theo Ngài dù đời đã gian nan, xin tin Ngài để vơi gánh lo. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em, chúng ta gọi Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, bởi vì cuộc sống của chúng ta ai cũng cảm nghiệm thấy có nhiều đau khổ, và Chúa đến để mang lại cho chúng ta sự bình an trong tâm hồn và hạnh phúc đời này và đời sau. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa và xin cho mỗi một người chúng ta đi vào con đường Chúa đã đi, lắng nghe những lời Chúa dạy và đem ra thực hành để có được cho mình cái hạnh phúc không ai lấy mất được. Để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúng tụng Chúa. Con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con hô Thiên Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhâm lời chúng con cầu khẩn. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đức Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Chỉ có Chúa là Đức Tối Cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang, Đức Chúa Cha. Yeah.
dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng nhờ Đức Kitô con Bồ Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tử. Xin lấy tình cha mà âu yếm đoái nhìn, này chúng con là những kẻ tin kinh Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đang hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn? Trích sách khôn ngoan. Ai trong loài người có thể biết được ý định của Thiên Chúa? Hay ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn? Vì những ý tưởng của loài hay chết thì mập mờ, và những dự định của chúng tôi đều không chắc chắn. Vì xác hay hư nát làm cho linh hồn ra nặng nề, và nhà bụi đất làm cho lý trí hay lo lắng nhiều điều ra nặng nề. Chúng tôi ước lượng cách khó khăn các việc dưới đất, và khó nhọc tìm thấy những sự trước mắt. Còn những sự trên trời, nào ai khám phá ra được? Ai hiểu thấu thánh ý của Chúa? Nếu Chúa không ban sự khôn ngoan và không sai Thánh Thần Chúa từ trời cao xuống, như thế mọi đường lối những kẻ ở dưới đất được sửa lại ngay thẳng, và loài người học biết những sự đẹp lòng Chúa. Vì lạy Chúa, những ai sống đẹp lòng Chúa từ ban đầu thì được ơn cứu độ nhờ sự khôn ngoan. Đó là lời Chúa. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi cho Philemon.
Con thân mến, Phao-lô già nua và hiện đang bị cầm tù vì Đức Giê-xu Ki-tô. Cha này xin con cho Onesimo, đứa con cha đã sinh ra trong xiềng xích, cha trao nó lại cho con. Phần con hãy đón nhận nó như ruột thịt của cha. Cha cũng muốn giữ nó lại để thay con mà giúp đỡ cha trong lúc cha bị xiềng xích vì tin mừng. Nhưng vì chưa biết ý con nên cha không muốn làm gì, để việc nghĩa con làm là một việc tự ý chớ không vì ép buộc. Vì biết đâu nó xa con một thời gian để rồi con sẽ tiếp nhận muôn đời, không phải như một người nô lệ, nhưng thay vì nô lệ thì như một người anh em rất thân mến, đặc biệt đối với cha, huống chi là đối với con. Về phần xác cũng như trong Chúa, vậy nếu con nhận cha là bạn hữu thì xin con hãy đón nhận nó như chính mình cha vậy. Đó là lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, người ngoảnh lại bảo họ rằng: Nếu ai đến với ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình thì không thể làm môn đệ ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo ta thì không thể làm môn đệ ta. Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi. Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem 10.000 quân ra đương đầu với đối phương dẫn 20.000 quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hòa. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có thì không thể làm môn đệ ta. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, có một vị vua kia ham thích đọc sách, thế nhưng từ khi làm vua thì không có giờ để mà đọc sách. Nào phải đánh đông, phải dẹp tây, lúc nào cũng ở trên lưng ngựa. Khi người ta đánh mình, lúc thì mình phải mở mang bờ cõi và nằm xương gối mật, chu cha vất vả. Có bộ sách lịch sử loài người 50 cuốn mà ông ham thích đọc, nằm mới bắt đầu đọc vào mà rồi không đọc được. Đến lúc tuổi già thấy mình chẳng còn sống được bao lâu thì mới nói với ban tu thư trong hoàng cung tóm cuốn sách 50 cuốn lại thành 5 cuốn. Rồi sau đó thì ban tu thư bắt tay vào làm việc vất vả, tóm 50 cuốn lại thành ra 5 cuốn. Nhưng mà rồi thấy thời gian thì không còn nhiều, mà sách 5 cuốn thì đọc không được, nhà vua nói phải tóm lại nữa. Thế thì họ lại
súng nhau vào họ tóm năm cuốn lịch sử loài người lại và cuối cùng dâng lên cho nhà vua một cuốn. Lúc đó thì nhà vua tuổi già sức yếu rồi, thấy mình không biết có đọc nổi một cuốn này không, mà nằm trên giường bệnh, rồi mới nói với cái ông mà trưởng ban tu thư đó, phải nói được bây giờ sức cùng lực kiệt rồi, chẳng biết ta có đọc được một cuốn này không. Ông tóm lại cả cái lịch sử loài người trong một câu thôi, bởi vì chẳng biết ta đi lúc nào đây. Thế thì ông trưởng ban tu thư mới ghé tai đọc cho nhà vua đang nằm trên giường bệnh, đang thở vất vả. Lịch sử loài người là sinh ra, đau khổ, rồi chết. Thế là nhà vua nghe câu đó và ngẫm lại đời mình, thấy là đúng là như thế. Rồi hài lòng, nhà vua nhắm mắt xuôi tay. Và mỗi người chúng ta cũng nghiệm thấy trong cuộc sống của chúng ta, cuộc sống sao mà nó khổ thế. Từ nhỏ cho đến bây giờ, nhiều cái khổ quá sức. Và Chúa là đấng cứu thế, thấy người ta khổ mà không giúp, mà lại còn bảo ai đến với ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình thì không thể làm môn đệ ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo ta thì không thể làm môn đệ ta. Khổ đã nhiều rồi mà Chúa còn bắt phải từ bỏ, rồi phải bắt phải vác thập giá nữa, thì làm sao gọi là đấng cứu thế được. Thế nhưng tất cả những cái gọi là từ bỏ mà có tính tự nguyện đó, thì lại nói với chúng ta về một điều mà ai trong chúng ta cũng nghiệm thấy, đó là cái định luật của tình yêu. Người chồng, người vợ khi kết hôn với nhau đã phải bỏ nhiều, cha mẹ cũng phải bỏ nhiều để nuôi con cái cho nó thành người. Rồi có những cái mình muốn dùng mà không được dùng, hay là không có đủ để mà dùng, bởi vì phải tiết kiệm để nuôi con. Và trong yêu thương thì phải có hy sinh. Nếu như một tình yêu nào mà không có hy sinh, không có từ bỏ, thì đó là tình yêu giả dối, không phải là tình yêu chút nào. Và chính Thánh Phanxicô lập ra dòng Phanxicô mà Đức Thánh Cha đã lấy tên Ngài làm tên cho, làm cái tên hiệu cho cái triều đại giáo hoàng của mình, Phanxicô, thì đi vào con đường mà Chúa đã đi. Và trong cái kinh hòa bình chúng ta vẫn thường nghe, chúng ta đau khổ vì không có ai an ủi, vì không có ai hiểu biết mình, vì chẳng ai yêu mến mình cả. Và chúng ta coi đó là khổ quá sức. Tôi khổ, không có ai an ủi tôi, không có ai hiểu biết tôi, không có ai yêu mến tôi. Thánh Phanxicô thì Ngài tìm ra được con đường hạnh phúc đích thực, là con đường không phải tìm cho mình mà tìm cho người ta. Và trong kinh hòa bình chúng ta vẫn thường hát nghe quen rồi, lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Và chính khi cho đi là lúc được nhận lãnh, chính lúc quên thứ tha là khi được tha thứ, và chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Trong cuộc sống này, mỗi khi mà chúng ta chết, mỗi người có một cái chết, nhưng mà không phải là một cái chết đó, mà nhiều cái chết khác trong cuộc sống của mình. Đó là khi chẳng hạn như ta nhường cái ghế cho một người khác, rồi ta nhường miếng ăn cho một người khác, rồi ta nhận lấy một việc khó nhọc trong công việc chung. Đó là những lúc từng cái chết nho nhỏ, từng cái chết nho nhỏ đó làm nên cái chết của cả cuộc sống ta, chết cho chính mình. Và chính lúc chết đi
là khi hạnh phúc muôn đời. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã đến, đi trước dẫn đường và mở đường cho chúng ta đi vào cái hạnh phúc đích thực, không phải ở đời sau mà ngay từ đời này, khi chúng ta chết đi cho cái tôi vị kỷ để tìm được cái sự bình an, cái niềm vui mà Chúa muốn ban cho chúng ta ngay từ bây giờ, kéo dài mãi cho đến sự sống đời sau. Bình an và niềm vui của một người không sống cho mình mà sống cho Chúa, sống cho tha nhân. Amen. Tôi tin Kinh Một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Một Thiên Chúa sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thế với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi khen Đức Chúa thánh thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thâm giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hiệu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là chân đang sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy, tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiên Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Chúa chính là sự khôn ngoan và ân phúc tuyệt vời mà Chúa ban. Cầy trông và ơn Chúa giúp chúng ta tha thiết nguyện xin. Hội Thánh có sứ mạng bênh vực những người thiệt thòi, nghèo khổ, bần cùng. Xin Chúa củng cố và chúc lành cho những dự phóng của Đức Thánh Cha và các vị chủ chăn, để các ngài không ngừng kiến tạo và cổ võ các công cuộc nhân đạo trên khắp hoàn cầu bằng lời rao giảng và bằng mọi phương thế hữu hiệu Chúa ban. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Chúa phán: ai không vác thập giá mình thì không đáng là môn đệ ta. Xin cho những người đang đau yếu bệnh tật được thông phần vào cuộc thương xót Chúa mà vững lòng tin cậy, phó thác vào lòng thương xót Chúa. Chúa
nhầm lời chúng con. Những ai sống đẹp lòng Chúa từ ban đầu thì được ơn cứu độ nhờ sự khôn ngoan. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta can đảm sống theo lề luật và thánh ý Chúa, để luôn bước đi trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà đạt tới hạnh phúc đời đời. Nhầm lời chúng con. Lạy Chúa, xin thương nhầm lời chúng con khẩn nguyện, giúp chúng con đi vào con đường khôn ngoan Chúa đã dẫn chúng con, để tìm đến hạnh phúc đích thực qua việc sống bác ái với mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả, Chúa làm cho chúng con biết nhiên thành phụng sự Chúa và sống hòa thuận thương yêu nhau. Ước chi của lễ này giúp chúng con tôn thờ Chúa cho phải đạo, và ước chi tiệc thánh chúng con cùng nhau chia sẻ thúc đẩy chúng con nên đi hợp tâm đầu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đang phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con, vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thân là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra,
và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thì thương ngay sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng ta ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chiến và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Emmanuel, chúng con, Đức Cha Tôma và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mỗi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đem lòng Chúa qua mỗi thời đại, và cùng với các chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sẽ chưa cam dù, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô.
Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đừng xoa tôi trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa bước vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời để linh hồn con sẽ lành mạnh. Bao những người đi theo Chúa rằng: Ai không vác thập giá mình mà theo ta thì không thể làm môn đệ ta. Chúa Giêsu bảo những người đi theo Chúa rằng: Ai không vác thập giá mình mà theo ta thì không thể làm môn đệ ta. Chúa Giêsu bảo những người đi theo Chúa rằng: Ai không vác thập giá mình mà theo ta thì không thể làm môn đệ ta. Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con nhận ra giá trị của sự từ bỏ, nhất là biết từ bỏ ý riêng để sống hiệp nhất và vác thánh giá theo bổn phận hằng ngày. Amen. Trời cao
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng lời Chúa và bánh thánh để dưỡng nuôi và thêm sức mạnh cho chúng con. Xin cho chúng con biết tận dụng những hồng ân này hầu đáng được thông phận sự sống của Đức Kitô luôn mãi, Người hằng sống và hiền trì muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.